Màu này là màu Y1, màu này là màu Y, màu Y1 là E1. Ok. Mình cứ đợi từ từ cho nó khô đã rồi mình mới vuốt, nó đang chảy này, nó chảy hai bên mình cứ đưa vô, nhớ là mình đừng có đụng tới đá ha. Chị em có thấy rõ không? Mấy cái màu này làm ra đẹp lắm, đẹp ra là làm ra đẹp cực kỳ luôn. Vuốt cho nó 50% hết. Mà trong người ít nói chút ha, mong mà chị em thông cảm nha. Hello, hello. Này, màu này là màu Y, Y1 rồi. Màu này là màu Y1, màu này gọi là màu, màu này gọi là dân gì đây? Dân green. Ok, màu là dân riêng này. Xong bây giờ mình làm cái màu kế tiếp là màu gì ta? Màu kế tiếp là màu xanh nè. Màu xanh này gọi là màu Ocean Re. Ok, màu là D7. Ok, để ông đi đắp D7 lên nha. Đắp D7 nè, đó, D7 nè. Nói nhiều giải cảm ha, nói nhiều mà giải cảm mà tình yêu cũng nói rồi đó. Mệt quá, không nói nổi. Nói không nổi. Thật sự là nói không nổi chứ không phải là không muốn nói đó. Chị em nhớ không, mấy cái màu này, đó này. Sau cùng là mình làm màu gì? Ok, sau cùng là mình làm màu N8 nè. N8 nha. Cục chỗ này nó chưa có được nè, bỏ đây chút nè. Bỏ đây chút. Nó đều ra mới được. Rồi. Đó cái màu Y8 nha. N8 nè, N thì màu then nè. Nó cục chút xíu thôi. Cắm nè, bỏ lên nè. Chưa? Chưa được, bây giờ bỏ lên cục thứ hai nè. Cục thứ hai là thấm nè. Đẹp không? Đẹp nhất nách luôn không? Xong rồi giờ bỏ cái clear đó lên đây ha. Bỏ một clear lên. Bỏ một clear lên. Lạ mà còn đẹp nữa đúng không? Lâu lâu mình phải đổi tông á, tí xíu còn đẹp nữa, tí xíu chưa xong đâu, còn cái hai cái ngón này mới đẹp, hai cái ngón này mới đẹp. Thấm bốc cho bột nó ráo ra nha, cho bột nó ráo nữa. Chúc anh mau khỏe để chia sẻ những kinh nghiệm cho anh chị em nhiều hơn. Dạ, nói chung là mình cũng mệt đó, nhưng mà cũng có thể làm được, đâu có sao đâu. Thì hít mũi rồi thôi, bậy bạ rồi thôi, không có gì hết. Cũng còn khỏe mà, chỉ là chưa ăn nhầm gì hết. Hay chuẩn bị nhấc nách hả? Hello, hello, A Tình khỏe không? A Tình là em. A Tình là Tuấn đó không? Phải không? Phải Tuấn hả? Học sinh của mình đâu em?
Ông Cham hỏi bột vẫn còn ướt và khô rồi thì làm OV có gì khác? Ok, sẵn đây tình yêu giải thích cho mọi người hiểu. Khi cái độ khô của nó, bột nó khô lại, anh chị em để vậy, anh đắp xong 10 ngón, anh chị em quay lại đắp đó, cái ngón này á, thì nó sẽ bị khô, cái độ len của nó không có mạnh, không có mạnh bằng cái độ len của nó không có nhiều bằng khi mình làm ướt, cái độ len nó mạnh hơn, độ ướt này, khi mình làm ướt này, cái độ len của nó cao hơn này, thấy chưa, độ len của nó cao hơn và nó hòa lẫn vào nhau đẹp hơn. Tại sao mà tình yêu hồi xưa tình yêu cũng làm từng làm là cái này trước, xong rồi tình yêu thấy không có ổn, tình yêu đổi cái màu khi nó đang còn ướt, anh chị em phải làm liền chứ đừng có để khi nó khô rồi mới quay lại làm, là nó cái độ len của nó không có cao nhé, cái độ len của nó không có ướt, cho nên anh chị em phải làm khi nó đang còn ướt đó, khi nó đang còn ướt anh chị em len nó vô, nó rất là len vô, nó rất là đẹp, hiểu không? Cái độ len của nó cao hơn là cái độ khi nó đang còn khô. Ngày xưa tình yêu cũng từng làm như vậy đó, tình yêu cũng làm 10 ngón xong quay lại làm ombre nhưng mà nó không có đẹp, nó không đẹp bằng. Ok, đó là cái sự khác biệt giữa hai cái ombre đó, anh chị em thấy không, khi mà mình ombre ướt nó đang nó lên rất là cao, nó lên độ len của nó rất là cao, cho nên mình phải cố gắng là khi nó ướt nè, đó khi nó ướt anh chị em thấy tình yêu làm nè, khi nó đang mà ướt nè, khô nó khác à, đây đó, bây giờ khi độ ướt á, cái độ len của nó cao lắm, độ len của nó cao hơn nhiều, tại vì khi mình làm khô cái độ len của nó không có đẹp, độ len của nó không có đẹp. Đó là cái phân biệt giữa cái độ khô và cái độ ướt là như vậy đó. Anh chị em nhớ một điều nha, nhớ một điều cho tình yêu là khi nó đang còn khô anh chị em làm nó không có đẹp, khi nó khô rồi quay lại làm nó không có đẹp nữa. Không có gì em, không có gì. Nói chung là có gì mà anh chị em có thắc mắc cái gì cứ việc hỏi, thì nếu có thể chia sẻ cho mọi người nha. Nếu mà chia sẻ được trong cái sức khỏe còn tốt thì cho chia sẻ thôi. Hello em đi, anh khỏe em, trời anh khỏe nhưng mà vẫn chưa khỏe lắm. Người ta nói nhiều cho nó đỡ bớt nhưng mà nói nhiều nó nhức đầu. Tại bệnh này cũng khó khăn lắm, bệnh nhũng nhẽo. Bệnh này bệnh nhũng nhẽo em ơi. À, anh chị em thấy khi mà cái độ ướt nó lên ra thấy không, khi nó khô lại nhìn cái màu nó rất là đẹp nhé. Nhớ cố gắng là làm khi nó ướt đừng có làm cho nó khô nha, làm khô là nó không có lên ra đẹp đâu. À, nhớ những cái màu này, những cái độ mình làm ba màu với nhau á, làm ba màu là mình phải chia cái độ mình bỏ bột. Ok, mình chia cái độ ba cái độ mình bỏ bột nha, bột chảy mình quên thấm xuống đó. Khi mình làm ba màu á, mình phải chia, thứ nhất là mình phải đắp 50% nè, mình đắp cái 50% trước, xong rồi cái thứ hai mình phải lược bột làm sao nó xuống dưới đây để cho nó có cái độ đoạn nhìn nó đẹp. Chứ anh chị em mà làm nhiều khi ba màu anh chị em làm đại nó cũng không ra đẹp đâu. Tí nữa tình yêu sẽ làm cái này, cái hai cái ngón kia còn đẹp nữa, kim tuyến mà nó làm ombre kim tuyến ba màu luôn cũng đẹp lắm. Anh chị em làm thử đi, bữa nào lấy ra làm thử ha. Chị em mà có kim tuyến thì lấy ra làm thử để chia sẻ cho mọi người. Cái ba màu là thường rồi, ba màu là tình yêu làm hoài, còn cái ba màu kim tuyến mà chưa có làm. Đây, hôm nay sao ít người coi vậy ta, hôm nay đi đâu hết trơn rồi, không ai thèm coi hết. Nó đưa gì em? Anh chị em nhớ khi nó đang còn ướt nào, nó độ len của nó cao, độ len của nó cao lắm cho nên làm ra nó đẹp, thấy không? Thấy không? Đó, nhớ là như vậy. Hello chị Mười, phải không chị Mười? Hello chị Mười. Chị Mười ơi, khỏe không? Đây. Nhớ cố gắng mình che cái lằn bớt đó. Cục thứ hai đó. Thiếu một chỗ cái góc, cái tròn miếng đó nè, trên góc đây nè, cho đông miếng nè.
Bỏ bột liu lên nè. Bỏ bột liu lên ha. Đó, bỏ bột liu lên là nó đẹp liền. Rồi, bây giờ mình làm hai cái ngón này nè. Cái màu này là màu CS5. CS5 nha, CS5. Đó là kim tuyến nè. Kim tuyến nè, mình lấy một chút chứa kim tuyến nè. Đó, kim tuyến nè, kim tuyến màu xanh nè. Rồi em đi. Đúng rồi, cách vui giờ làm đẹp rồi đúng không chị? Đi làm đi học về là làm đẹp rồi. Chị em lấy cái màu này nè, thấm cho nó khô nè, bỏ lên nè, kéo nè. Bây giờ cái này là cái kim tuyến nha. Kim tuyến nè, zoom ra cho mọi người coi cho đã. Kim tuyến nè. Bỏ lên nè. Sát lên cho mọi người coi cho nó sướng nha. Rồi xong rồi mình làm cái gì? Rồi xong rồi mình chờ này, mình lấy cái kim tuyến này là CX. Cái màu này là CX27 nha. CX27. Đó, CX27. Bỏ lên nè. Mình bỏ lên nè, bỏ cái CX27 lên nè. Làm ông lê vậy đó, thấy không? Đẩy lên này, đẩy lên này. Thấy không mọi người thấy không? Thấy chưa? Bột này bột có tình yêu bán nè mọi người, bột tình yêu có bán luôn á, anh chị em nào muốn mua thì gọi số điện thoại ha. Thấy chưa, nó ra đẹp này. Đó, bây giờ mình làm cái gì? Xong rồi giờ mình lấy một tí xíu bột N8 nè. N8 mình bỏ lên nè. Màu then mình bỏ lên nè. Bỏ lên nè. Chị. Thấy chưa mọi người, đẹp không? Đẹp nhất cái nắp không? Xí đẹp không? Đó, một tí xíu mình quay lại mình làm bỏ bột ly. Tí xíu bỏ bột ly ha. Làm rất là đẹp, đẹp lắm nha. Đó, tiếp tục món bên đây nè. Có bán nhưng mà hết cọ rồi em ơi. Cọ anh chưa có về. Đẹp nhất nét hoài vậy anh. Nói chung là ngày nào cũng phải nhất nét em. Ngày nào em cũng phải nhất nét. Làm nail là ngày nào cũng phải nét giật bật nó mới đã. Nhớ cố gắng mình ngồi mình rảnh rỗi làm gì, mình chế ra mấy cái này nè, kiếm tiền. Cái này nó nằm ở trong cái phạm vi của mình thì mình chế thôi, mình chế ra mình làm để mình kiếm tiền cho khách. Khách nó thích, mình cũng thích có tiền. Chứ anh chị em làm cứ làm hoài có nhiêu đó tới lui hoài nó cũng chán vậy, đúng không? Mình phải làm liên tục những cái lạ, khách nó mới thích. Đó. Làm cái gì mà nó lạ thì khách nó mới thích được. Đó, bây giờ mình chế cái kim tuyến luôn, mình làm ba màu cũng được vậy, kim cái gì mình làm cũng được hết. Đúng không? Đó, mình chế ra mình làm cái gì ba màu, bốn màu, chè ba màu, chè bốn màu. Bữa nào luôn mặc, anh chị em còn nhớ cái quần Halip của Thái Lan không? Anh chị em nào có nhớ cái quần Halip của Thái Lan không? Bảy màu của Thái Lan ngày xưa hồi còn nhớ, anh chị em không biết còn nhớ không? Quần bảy màu cho luôn, bảy màu luôn. Cọ chưa có em ơi, cọ anh đang đầu muốn chết luôn. Đó, giờ mình lấy cái CX27 nè, CX27 nè, bỏ lên nè. Bỏ lên. Đó, mình kéo nó xuống nè, kéo nó xuống. Chưa được thì mình bỏ tiếp tục cho nó lên.
anh cũng không biết thôi em ơi, chưa biết, chắc tháng 12 mới có lại. Tháng 12 mới có lại em ơi. Đó, bảo lên nó đẹp nè, yeah, bảo lên thêm cái nữa đẹp. Đó, nhìn dịp ngắt luôn. Xanh xanh, trắng trắng, hồng hồng, cho em bé nó mừng. Đó, em vô, đó, xong rồi giờ bỏ mấy tí xíu bột. Bột phin nè, bỏ lên, bỏ bột nung nè, nung nè, màu nung nè. Nói gì đó là anh nghe coi. Sao làm đẹp quá hay sao, cà khịa hả, người ta lại cà khịa lần sau. Ly xà lôi, ai cà khịa với anh, ai cà khịa kệ anh ta chứ, anh cứ việc làm thôi. Ok, giờ nhớ mở bột ly lên nha, phủ bột ly lên nè mọi người nha, nhớ nha, nhớ quay lại phủ bột ly nè, bột ly phải phủ lên nha, chứ không thôi là nó không vũ nó văng ra là thua luôn á. Bán cái cỏ anh đang làm á, em mua giá được bao nhiêu Donovan? Cái cỏ của anh đang làm là cái cỏ vô giá đó. Nếu anh cần khắc lên chữ ký của anh luôn, quá dữ luôn đó. Khắc cái chữ ký của anh lên đó là nổi tiếng luôn đó, mừng đó. Giá bán nhiêu ta đó, cái cỏ bán 1000 có ai mua không? Khắc chữ ký lên bán 1000 có ai mua không ta? Ai mua 1000 tôi bán. Có chữ ký tình yêu nữa. Chữ ký có đem về ăn cơm được không ta? Được chứ. Nếu mà đã là idol là thì giờ bao nhiêu cũng mua đúng không? Donovan bán cho Donovan nha. Donovan đặt tên Donovan có nghĩa là gì với ông Đỗ Văn Đảo. Phải Đỗ Văn Đảo không? Nhiều quá hả? 1000 nhiều quá hả? Vậy lấy nhiêu? 1500 ha. 1000 nhiều quá, lấy 1500 cho lẻ ha, bớt 500 ha. Rồi nói người mình hâm mộ mà, tiền bạc nhầm nhòi gì đâu, đúng không? Đó, mình hâm mộ người ta đối với tiền bạc là chuyện nhỏ. Nhớ nha, lấy một viên bỏ lên nha mọi người. Đi khám gì? Đi khám cái khùng quá ha, hay sao? Em nói anh là đi khám, là khám khùng hay là khám bệnh, nói cho rõ nha. Ở nhà anh có bác sĩ rồi em, nhà anh có vợ anh làm bác sĩ mà, vợ anh cho anh kê thuốc cho anh uống mỗi ngày luôn. Còn em đi kêu anh đi khám khùng thì khỏi nha. Cứ chiều giờ này là anh khùng. Có em, mình không đắp bột leo lên là cái bột này nó văng ra luôn, mình vũa nó văng ra đó em, hiểu không? Với phần cái độ dày của nó không có, em phải có độ dày thôi nó gãy nha. Nha thông A Tình, em phải đắp bột ly lên. Thứ nhất là tại vì em đắp cái bột này nó mỏng à, cho nên em phải cần phải có bột ly. Tại vì khi không có bột ly á là nó sẽ không có khô vờn nổi cái clear đờ. Em vũa nó văng cái clear đờ, tại cái này nó từng miếng. Cái clear đờ nó nằm bằng miếng. Cho nên không giống như bột. Bột là em vũa không sao hết, còn cái này mà em vũa là để văng ra, em phải bỏ bột ly em phủ nó. Thứ hai nữa là để cho nó có độ dày của móng nha. Ok. Rồi mình lấy ra nè. Nhớ cố gắng vuốt vô trong cái móng xong mình lấy bột ra cho nó dễ. Đẹp mà đẹp hú hồn chim én luôn rồi, đẹp sao? Đó, chị em nhớ không? Trình thích nước bóng. Bà không thích phô trương. Anh thì thích ra ngoài, còn bà thì bà không thích. Bà nhiều khi bà không muốn hát là vậy. Bà hát hay lắm chứ. Hồi xưa bà hát hay anh mới cưới bà, chứ bà hát dở anh không cưới bà đâu. Chắc Quy Linh Đặng, trời ơi, em đang chỉ cho em, đang nghĩ chị cho em xin cái hình mà chị không cho, đang nghĩ chị xin tấm hình mà chị không cho, bỏ hình lên Facebook. Wow. Bà con
không nhớ giọng hát của người sao? Đâu có đâu, tại vì không phải sợ đâu, tại vì Si không muốn hát thôi, năn nỉ hoài cho Si không hát bây giờ sao? Si đâu muốn hát đâu, Si muốn ở dưới Si uống bia, ở dưới nhà Si uống bia, còn tình yêu thì thích hát, thì thích lên lầu hát, còn bà thì bà ở dưới, bà không có hát, bà ở dưới lầu. Cảm ơn anh chị em nha, tình yêu cảm ơn đã khen cái sự mít bột của tình yêu. Ba màu là đúng đẹp đúng không? Ba màu là đẹp đó. Anh chị em nào cũng lâu lâu anh chị em phải đổi ba màu, bốn màu rồi chè ba màu nữa. Bữa nào phải đi làm bảy màu nữa. Cảm ơn chị nha, cảm ơn chị, cảm ơn chị Đặng, cảm ơn chị đã ủng hộ em. Rồi mình vỗ nha, vỗ mình vỗ vỗ nhỏ chút. Coi đi chị, coi đâu có mất tiền mua đâu sĩ. Coi để học hỏi chứ. Nhớ mở máy lớn lên giữa nè. Cái vụ cái đầu vụ nhọn này phải mở máy lớn thiệt lớn nha mọi người, mở máy lớn thiệt là lớn mới vụ được. Cái đầu vũa nhỏ này xài rất tốt. Dạ cảm ơn chị. Chị mua chưa? Chị mua xài á, mua về xài đã lắm chị. Xài xuống. Em có cái đầu vũa mình mới nên là chị mới ra luôn rồi chị. Chị nhớ mua về xài luôn nha. Thoa thì chẳng em có cái đầu vũa mịn mới rồi, em mới về chị nhớ mua xài luôn nha chị. Đầu này chuẩn bị em vũa hay xong em vũa đầu mịn nè, đẹp đã lắm, đầu vũa này vũa sướng. Em mới về, hàng mới về chị. Em đặt cái này lâu lắm rồi giờ nó mới về á. Có em gọi cho Uyên Nguyễn đi, em gọi cho Facebook á, em gọi Facebook cho Uyên Nguyễn là Uyên Nguyễn gửi cho em thôi.
ở đâu anh cũng gửi em ơi, ở châu Âu ở đâu cũng gửi hết em. Hàng về kêu tặng mấy cái lần sau, hàng ta bán kêu tặng cha, hàng về mà hàng tặng, anh em thì anh em chứ, tiền cha thì cháu mất thôi. Mình vuỡ cái đầu vuỡ nhỏ xong mình vuỡ cái này nè, nó không bao giờ nó bị cắt tay người ta hết. Đẹp lắm, đã vuỡ sướng. Cái này vuỡ bên ngoài là chạy nghe đã bong bong luôn. Đầu vuỡ này gọi là gì vậy anh? Anh Đi cái này hả? Anh Đi cái này gọi là cái đầu vuỡ medium, vuỡ láng á anh Đi. Đầu này vuỡ láng á, vuỡ medium, vuỡ láng á. Ở ngoài thị trường chưa có ai có đâu nha anh chị em. Cái này chưa có ai có bên ngoài đâu. Cái này tình yêu mới làm mới chưa có. Chỉ có mình với anh Đi mới có thôi. Okay. Chỉ có mình với anh Đi mới có cái này thôi. Hello chị Phương Ly. Hello chị Phương Ly, khỏe không chị Phương Ly? Mà trong người mà cũng phải làm nail với khách hàng quá trời phải làm anh chị em ơi, không làm không được. Không làm không có tiền mua sữa chứ con. Ở lộn mua sữa cho vợ chứ. Con nó lớn hết rồi sữa gì nữa. Giờ cứ mua sữa cho vợ thôi. Mua sữa cho vợ uống, tối giờ mình uống ké. Ờ, bà xã cho ăn gì đó hả? Bà xã cho ăn đủ thứ đó. Bà xã thường thường bà hay ướp chim cút rang bơ đó chị. Bà cho em hay bà hay bà ướp cho chim cút á chị biết không, chim cút không, bà nướng nó cho em ăn nó vô giỏi lắm. Giỏi như tình yêu là hàng hiếm lắm nha, hàng hiếm gì chị hai đời nhất, hàng hiếm gì đời nhất luôn. À, em giỏi gì đâu, em bình thường cái bọn thôi không giỏi, ăn phá hại không. Ngon thôi. Ba màu là đẹp quá, ba màu đúng đẹp luôn, đẹp đó. Nhìn như con mắt. Nhìn đẹp hả mọi người, nhìn dứt nách luôn á, nhìn vô là đẹp lắm. Đẹp chứ không nói.
Cái này tí nữa bỏ, cái này mà tí xíu bỏ bột, bỏ leader, bỏ thóp lên là bảo đảm là đẹp lắm. Bỏ thóp lên là cái này là đẹp lắm. Nó ẩn 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 rất đẹp. Chị em nhớ cố gắng làm 3 màu đó, 3 màu tình yêu, chia sẻ 3 màu. 3 màu xong rồi đó, 3 màu này thấy không, 3 màu ta nhìn ra nhìn nó đẹp đó. Chị có thể là màu này đi với lại màu và màu màu ấy cũng được, tùy theo sở thích của mình. Làm cho khách đó, mình nhìn, mình vô cái màu, nhìn vô cái màu, khi mình phối hợp màu, mình nhìn cái da tay của họ đó, cái da tay phải đi với màu nào nó mới xứng. Có nhiều người thì không đi với màu then được, mà đi với màu nu, đi với màu pink nó sẽ đẹp hơn. Có nhiều người ba màu chứ, ba màu u dạ dạ. Đấy, cái này mình làm nguyên một bàn tay cũng đẹp nữa, nhưng mà mình làm hai ngón thôi, giống như hai ngón design vậy đó, nhìn nó đẹp, nhìn nó lại lạ con mắt. Rồi, bye mọi người nha, tình yêu xin tạm biệt mọi người nha. Okay.